Đại hội lần thứ 13 của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội. Ở thành phố Đà Nẵng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được công an các đơn vị địa phương triển khai đồng loạt từ trước đó nhiều ngày. Các biện pháp nhằm tấn công trấn áp kịp thời các loại tội phạm được thực thi nhằm hướng đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc. Trước đó nhiều ngày, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy chính quyền các địa phương cũng đặc biệt quan tâm đưa ra những ý kiến chỉ đạo, mong muốn lực lượng công an và an ninh cơ sở thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, không để bị động bất ngờ. Công an quận chúng tôi đã triển khai kế hoạch, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, đồng thời với đó là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những cơ sở mà có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tội phạm. Mà đặc biệt nhất là chúng tôi nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản cũng như là công tác nghiệp vụ công an để mà xác định, phát hiện, điều tra, xử lý nhanh chóng kịp thời những cái vụ việc, nhất là tội phạm ma túy. Hơn nữa, đây đang là thời điểm cuối năm, các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật cũng vì thế mà lợi dụng hoạt động. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia trực chiến, công an phường, cảnh sát khu vực dành nhiều thời gian xuống địa bàn, khu dân cư, phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát, vừa kiểm tra tạm trú tạm vắng, vừa nhắc nhở bà con đề cao cảnh giác. Người dân đã rất vui mừng khi tình hình an ninh an toàn được đảm bảo. Tôi thấy là lực lượng chức năng của công an phường làm việc rất tốt, là thường xuyên đi nhắc nhở người dân là đề phòng trộm cắp, không nên để đồ đạc ở ngoài. Cho nên là tôi thấy là công an phường là rất là quan tâm đến người dân, cho nên là người dân rất yên tâm. Bên cạnh đó, công an các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong quần chúng nhân dân, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm suy giảm niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Khi nghe thấy các dấu hiệu bất thường thì nhanh chóng thông tin cho lực lượng công an xử lý giải quyết. Bảo vệ đại hội Đảng lần thứ 13, các lực lượng công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố và dân phòng tăng cường công tác tuần tra, bám địa bàn để chủ động với tình hình xảy ra trên địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong thời gian diễn ra đại hội. Trước sự kỳ vọng và tin tưởng của nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với đại hội lần thứ 13 của Đảng, công an các địa phương từ thành phố đến cơ sở đã và đang nỗ lực hết sức để bảo vệ thành công cho sự kiện đặc biệt này.